Lỡ khi ngộ quay lưng lại thì sao? Không có quay lưng, xong thấy con chớp mắt, xong không mất tiêu luôn. Vậy là nó gần. Bên này có, bên này có nó gần dữ lắm luôn. Nó biết mà da gì mà nói máu, cái này là máu không mà. Cái này nè, tình bệnh cái này là máu không mà. Xin chào cả nhà. Chiều ngày hôm nay mình với em Vũ trở lại nhà của bà Bảy và được bà Bảy chia sẻ là có một người cháu đã từng gặp ma và không biết như thế nào cả nhà. Có nhà không Bảy ơi? Con nghe bà nói là có con bé nó gặp ma hả bà? Mẹ nó ngủ nó gặp. Nó gặp cái nó kêu nó gặp nó ma mà nó thấy mất thầy kia có người lùng chắc bên đó, có hai cục hai bên nhà nó sợ muốn chết. Nó sợ rồi nó kêu nó xin tới mấy đồ cái gì tư bảnh nè. Rồi kéo tới mày đồ cái bông ra trơn, cái lấy mấy cái kẹp quần áo nó kẹp từ trên tới dưới luôn, một thảo muốn chết luôn mà nó không dám mở ra. Nè thằng này nè. Thì con bé này hả bà? Bé này nè. Dạ. Vậy nói chú nghe. Thôi đi con, ngồi đi con, ngồi đi ngồi đi. Con mới học về hả? Chú chào con nha. Là con tên gì? Phúc. Con tên Phúc hả? Vâng rồi. Là con gặp ma ở đâu và gặp lúc mấy giờ và lâu chưa con? Lúc đó con không biết mấy giờ, lúc đó con đang thức. Đang thức luôn. Là con gặp lâu chưa? Cũng lâu. Con gặp đứng trong sáu mì đồ. Đứng trong nhà mình luôn hả? Chuyện hơi. Là cái hình dáng của người đó là như thế nào á? Hình ông Đức Phật xong tới cái người có hai cục hai bên. Hai cục hai bên. Sao ta? Là cái người đó con biết khuôn mặt không? Không. Không hả? Cái hình dáng khuôn mặt nhìn không rõ hay sao? Không phải là không rõ mà là không tối thui à. Tối thui hả? Là con chỉ thấy cái bóng đen hay sao con? À thấy cái bóng đen vậy thôi. Là hôm đó là con nằm ở đây. Không, nằm bên giường này à, con nhìn vô con bản đồ đó. Cái người đứng đầu con dẫn chú vô con chỉ là cái khúc đó cho chú xem thôi. Đứng ở chỗ nào á? Đứng ngay đây. Đứng ở đây luôn hả? Đứng ở đây luôn hả? Ngay chỗ mà con ngồi luôn á. Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Lúc đó đứng nhìn con là như thế nào con? Đứng nhìn con. Đứng nhìn con luôn hả? Là con lúc đó là con có thấy được cái ánh mắt của họ không? Không. Không rồi sao? Lỡ khi họ quay lưng lại hay sao? Không có quay lưng. Xong thấy con chớp mắt xong không mất tiêu luôn. Có nghĩa là bé còn thức mà nhìn ở đây thấy một người đứng rồi xong rồi chớp mắt biến mất tiêu luôn. Mình không biết là đó là ma hay là thần thánh hay là những cái chư gì ở trong nhà mình ta. Ma không hả bà? Tôi thấy sự thường xuyên sống này. Gì? Đang thức thì hay nghĩ đó. Nhỏ cháu 18 tuổi luôn nó ngủ đây. Rồi bà ngủ đó cái là cái quay lại thấy xương sống không, nó đi kiểu này nè, nó đứng cái này nè, nha đứng đây nè đó là cái bà nằm ở đầu với nó là 17-18 tuổi thì cái bộ cái quay lại thấy xương sống xương không, cái nó cái te nằm luôn. Bây giờ con thấy nè, con thấy được con quay đi vô trong xương sống là sao mình chưa hiểu con Vũ. Ngủ xương luôn hả bà? Ừ, ngủ xương đó mẹ, bạn đi mà đẩy ngủ, làm đẩy gì xong hết. Ôi trời ơi. Trời cái gì đó. Bà Bảy, gì ghê bà Bảy. Ừ, ông bà kia là một cái ghế cũng cặp cặp gì, bây giờ cặp cặp gì nè. Ôi ơi. Ôi đây, ngủ trời. Nó làm cái phạch, cái là dồn thấy gì đó. Trời ơi, thức mà cái phải ngủ cho ông mà, phải mình ngủ mình muốn dạ. Tức nữa. Dạ. Thức. Đang thức không à bà? Đang thức. Dạ. Dạ, con ngỡ kia đang bấm ra, nó chơi cái gì đó. Con gái á, dạ. Nó bấm rồi la nó ngăn ơi con ngủ đi con, để thôi là sáng rồi mình đi mặn cũng được. Bị nó đi ra cuốn tóc vậy đó. Nó đi học ngày đó. Cái làm cái quay trở lại gì ta nói xương không từ đầu tên tới dưới xương sao nó dính liền chân con giống nữa. Xương không à. Vậy là nguyên bộ xương nữa không? Nguyên bộ xương luôn chứ không có phải mà có thật đâu. Ơi. Cái quay lại dòm gì nè, cái đi té đây bởi vì ngủ một đêm để vậy không thì ngoài đó có hai cái dao nữa đó. Bước ra sao được không bà Bảy? Được. Trời ơi, có gì đâu con ơi, nhà cửa khổ chết mẹ luôn. Dạ.
Nè. Nè con thấy con này nè ha. Đâu rồi cái dao nè. Con này cái dao nữa nè. Rồi rồi đi xin cái gì cái người ta cho cái băng chỉ sự người ta cho cái cây này trừ tà nè. Cái cây trừ tà đúng không ạ? Ừ, này nè. Không có gì kìa. Cái cây xanh xanh không ạ? Cây xanh xanh đó đó. Đó. Ừ, cái cây đó cây gì vậy bà? Không biết cây gì nữa, người ta cho cây đó là trừ tà của cái gì của người thượng vậy đó. Thượng. Ma trừ quỷ nó quá trời nó hiện luôn. Ôi ơi. Vậy là căn nhà của bà Bảy này lúc bà Bảy về đây là còn mộ mã nha bà Bảy. Không có mộ mã mà trừ bộ đội chết ở đây nè. Bộ đội Mỹ đã bắn, năm chú sinh viên một người con gái. Bởi vì sợ không chết luôn, nó kêu hoài luôn nhá. Bà Bảy ơi, không có là ngoại ơi không. Có mình nên mấy đứa nó về nó mới cắt cho thì em này đang đặng rửa chén cái đồ ra nè. Một đêm sợ tới này nè, đây cái cửa, đó cái cửa. Rồi trong đó là bằng đêm có 80 đô kéo căng qua. Nó dặm cái bịch gì mà quay lại là thấy xuông không, nó đi đứng kêu này nó ngó gì nó xuông không, nó đi nghiêng vậy đi luôn gì nè. Mấy chàng ơi. Mà người em út đặng kêu thôi chị ơi, chị đặng ngủ đi, mình nên chị sợ quá đi, nó thôi không đi đâu, không sợ ai chứ. Không sợ nó, bởi vì nó mới vậy đó, người ta sợ nó làm tới sao. Dạ. Nó là thường ngày là bà Bảy ở mình nên. Con đừng cho nó chụp nha. Dạ. Có mình nói nè. Vì cái thằng đó là mẹ đưa đi bằng Đồng Nai, mấy cha mẹ mới đưa vừa đi học luôn năm nay đó. Là tính ra cái đợt mà bé mới đây nè, mới từ nửa tháng nay à. Nửa tháng nay hả? Ừ. Sao con hỏi nó nói lâu rồi? Thì lâu nửa tháng đó. Ôi, nó nằm cái về đi con gà đây, con gà coi nó kéo con gà 80 đô ngàn. Dạ. Nó đi xin 80 đô gì nó kéo. Nó bằng đêm ngủ để giặt thập gì không nè trời ơi. Sợ không chết vậy đó. Dạ. Đứa nó bà già rồi bà sợ, nó sợ nó vô nít làm sao? Có nghĩa là bé gặp mà nó kể, nó dám kể. Nó đâu dám kể bằng đêm, nó sáng nó kêu nè ha. Đây là bà bỏ xuống cho con coi nha. Đó. Dạ. Nó làm gì nè, đây nè, đó. Lấy cái mền nó ra như nè, nó kéo luôn gì. Dạ. Coi tấm này mỗi lần này tấm này kéo qua. Rồi bây giờ nó mẹ nó gì bữa chơi đó, nó mới kêu căng qua cho nó bỏ xuống cho nó không thấy. Chứ nó kéo dài qua đây cái lấy cái thế này nè. Dạ. Kéo dài qua cái đó, cái nó kéo dài qua cái bắt đầu nó ghim từ trên tới dưới rồi nó ngộp thở muốn chết luôn nha. Giống như là tạo một căn phòng. Ừ, là căn phòng nó không đừng cho nó dòm thấy nữa vậy đó. Dạ. Nè cái nè, cái mền cho nó thấy nữa nè. Mà lúc nãy thằng bé nó nói là con cũng chưa nghe rõ là nó thấy cái gì không bà Bảy? Nó nói nó thấy một đứa thầy. Thấy đứa thầy hả? Ừ. Nó giả ra nó thấy ông này nè. Ô đứa thầy là... À, không, nó giả ra đó. Giả đứa thầy hả? Ừ. Ôi trời ơi. Rồi nó nói là đứng đây dòm nó nè. Rồi có người đứng bên hông mà cái đầu có hai cục hai bên mà nó đang thù lùi kìa. Dạ. Thấy ghê lắm. Vậy là chắc cái đó là giống đường cầu cho mặt ngựa bà Bảy? Dám lắm nè. Có hai cục hai bên luôn. Có hai cục hai bên này nó con sợ muốn chết rồi ngoại ơi, bởi bằng đêm ngủ là nó nằm ngang gì giờ bây giờ nó nằm xuôi trong đó không. Bởi nó bỏ tới mà nó kéo tối là bắt đầu lấy cái mền nó căng ngang đó. Nó sợ tới vậy luôn á. Người mẹ nó về mấy con gái nó kêu cái tấm này nè kéo qua bớt cho nó đi nó bỏ xuống. Nó sợ dữ lắm luôn. Dạ. Rồi thường một ngày là bà Bảy ngủ đâu? Nằm đây nè. Bà Bảy ngủ đó. Ừ. Rồi thằng bé ngủ ở bên đây. Cũng ngủ cho Bảy luôn mà nó nằm phía này, bà Bảy nằm phía này. Dạ. Đâu dám cho nó nằm phía này. Là cho nó nằm này nó nằm kiểu này đó 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 vậy đó cái nó khều khều chỉ không có biết gì đâu. Hồi sáng hỏi cái gì mà con khều ngoài hôm con thấy ông đức thầy rồi có cái ngưỡng bên đang thui lùi mà có hai cục hai bên thì giả đủ thứ hết trơn luôn. Dạ. Nó sợ muốn chết luôn, bây giờ đi vô tắm mình lên trong buồng cho biết con dám tắm không dám vô, nó sợ tới vậy đó. Dạ. Mà đó. Cho con hỏi là từ lúc mà bà Bảy phá cái ổ mối bên kia là bà nhà bà Bảy xuất hiện ma nhiều quá hay là trước khi ổ mối là nhà bà Bảy có ma rồi? Phá ổ mối tới giờ. Từ khi phá ổ mối mà nhà mình lại ma những hiện tượng lạ nó hiện ra. Ờ hiện hoài nó kéo gột vách vậy nè. Ôi. Vậy là nó gần. Bên này có nó gần dữ lắm luôn. Ôi ôi. Gần cái kiểu cũng như có khi ha. Gột trước cửa chân vậy nè mà mở cửa không thấy ai người nào chân. Rồi tới đây hết. Dạ. Có khi nó kêu bà Bảy ơi. Rồi cái thằng nhỏ con nhỏ mà hai chị em mà nói ra bà Bảy nói nó lại đây 17-18 tuổi đi hen, em nói đi học rồi mướn bà chở cái bà đó bà kêu vậy đó. Cái trời ơi nhắc này mà sao mà ngủ trưa với trời thức dậy mới 11:20 thấy ghê luôn. Dạ. Yeah. Còn lúc nãy bà Bảy có nói là ở bên hông nhà mình phía sau lưng bà Bảy á là đây có này. Một người nữ ngày xưa đã mất năm người luôn hả bà, bốn thằng bộ đội một con người con gái là giao liên vậy hồi đó đó.
người ta Mỹ hồi đó, Mỹ ở đây nè, nó bắn, nó bắn chết rồi chôn, chôn với là năm một cái hầm mà năm người. Dạ. Rồi ta có sao lại người ta lấy cốt hết trơn, đây mình kể rồi. Mà nó còn ai biết ha. Lấy cốt chân rồi mình ở đây nè, đó cái kinh này nè. Dạ. Bà bảy ở đây nè, chứ đâu rồi mới lên về đây đó. Người dân ở đây luôn, cố cụ luôn. Nhà cố cụ ở đây. Dạ. Chắc ngày xưa ở đây quan vắng lắm hả bà bảy? Ở đây quan vắng lắm, dữ lắm luôn, không có qua sông gì đâu. Rồi sao hồi đó tượng đi. Tượng đi. Ông tượng đi mà có cái đường cung kinh gì lên vậy nè. Rồi. Rồi sau này ta mấy ông này mới hút. Tượng là ông vô đó hả bảy? Ừ, vô đi. À, ông nội mấy đứa này đó nói kinh này đó tượng đi. Dạ. Tượng đi rồi cái sau này mới múc chừng mấy năm bảy năm nay chứ gì. Dạ. Từ dữ lắm luôn đó. Còn cái chú giữ dịch ra cho mấy đứa chưa về cho đậu nhà đó đấy em. Thằng đó 14 tuổi rồi, nó mất đi cầu. Kia ba nó xuống sông đi cầu, mất có 8 giờ nhiêu. Chị hai tay hai rồi nghe nè, trắng tư, bằng áo trắng tư nghe nè, mà bằng Anthony đồng hoàng, cái này không còn chân máu không bùm gì nè. Lại gần nó, anh dưới nước á nha. Chảy là nó ở trên nước mà nước ngược mà chảy là ngay nói vậy, nó bà bảy ô con muốn té đá bực không chưa đích nữa. Cái đó mà da. Nó biết mà da gì mà nói máu cái này là máu không, mà cái này nè thành bệnh cái này là máu không à. Ma dữ lắm luôn, nó kêu cửa người ta từ dưới lên tới đây kêu hoài luôn đó. Nãy giờ con ngồi uống phê bên kia là những người hàng xóm á, người ta nói là khu vực này là ma dữ lắm. Ma dữ lắm luôn, ma dữ lắm luôn. Mấy anh đi xiệt là ma nó gượt luôn á. Thằng chồng cái tiền nãy nè, nó thấy luôn, đốt đèn leo lét lét, ma dữ lắm luôn. Dạ. Bởi chắc chiều không cho nít ra ngoài chơi đâu, ma dữ gần luôn, không có họ khỏe nó chơi đâu. Dạ. Cứ tới chiều là không cho nít ra ngoài chơi luôn hả bà? Không cho, 5 giờ không dạ. Có cho ra ngoài đâu. Không dám cho luôn ha. Ừ, sợ. Thường ở đây là mấy giờ mới ngủ vô bà bảy? Có 7, mấy đứa này về thì 7 giờ mới ngủ, chứ mấy đứa này không về là 7, 6 giờ đóng cửa rồi. Dạ. Rồi mấy đứa hỏi cho ngoại ở với ai, rồi nói ở mình nên à, với... đứa này hỏi đứa kia hỏi nó trời ơi tao ở hai ba người lận không mà họ có mình nên tao đừng sợ rồi bả ai nó ở chú ông bá bảy bà Ngọc Ngoan đồ đó bắt giảng cả đêm luôn không dám mà nghỉ bắt giảng mình nghe thôi niệm Phật sáng đêm luôn sợ cũng chết luôn nữa. Yeah. Có mình nên à giết cô út nó kêu đặng thôi chị ơi chị bỏ nhà chị đi đặng cho ngủ với tôi thì sáng chị gì anh thôi mới bà út kêu cũng vậy nè bà út chùm nó mới nói trời ơi tôi lại bà vậy nè hỏi gì với trời. Sao bà gan dữ vậy, bà lại nhà đằng này bà ngủ đi, nó thôi kệ đi, không sao đâu. Tối vô mà ngủ có sợ rồi, mà điều nó kéo ngang. Dách gột mà, bên đây nè. Kéo tới gột, bên đây cũng vậy nữa nè. Nó kéo vô trong dách tường rồi, gì dách hả bà? Nó kéo kiểu này nè. Kéo bà gì đó. Ê, có thấy gì trên tường hả, trên dách hả, chết không? Chữ đỏ kìa. Cái chữ đó chữ gì bà? Nó gặp để chữ dạng, mấy đứa này để chữ dạng, thấy nó làm quá trời đó, để chữ dạng. Chữ dạng hả? Ừ, chữ dạng, cho nó sợ. Chữ dạng là chữ Phật thôi. Chữ Phật đó. Làm cho bà sợ phải không? Ừ. Đây này, có chữ dạng này. Có chữ dạng, làm chữ dạng lum chân. Ôi ôi. Vậy là xung quanh nhà bà Bảy là bây giờ phải trắng nghiệm rất là nhiều thứ. Nè, xương rồng, xương đồ có trơn luôn. Rồi bùa, thè có bùa nữa đó. Dạ. Còn con nhỏ lơ xác nữa, hồi năm mấy năm trước đó, nó chưa có cọp, chưa có gì vậy đó. Ra cho hè nó đi thành phố về ra hè với con nhăn hả hồng anh không nó chịu nó xỉu má ơi cái chạy ra đây xỉu cái này té lấy quần luôn ôi ơi. Nó sập xuống rồi cái hàng cháu nó cũng cỡ con rồi ra ẩm nó phải giặt đá cái quần luôn nhăn gần nó vô bữa cơm chắc dùng người ta y y y đây nè đang nói chuyện á giờ tính ra bà Bảy gặp những cái hiện tượng đó rồi gặp chính mà bà Bảy gặp là mấy lần rồi Bảy cái một lần trước cái không có đầu đó hen nói quên nói với con nữa lần sau đi hai người vậy nữa mà không có đầu luôn trời một đứa con nít với người lớn mà bằng áo giặt hò không mà con ơi áo giặt hò là sao bảy áo giống như vậy nè áo giặt hò áo này nè áo giặt hò bảy có luôn không nó áo này áo lại nè áo giặt hò lại nè coi như mình đoạn vô vậy nè áo cúng hò bảy nó bằng áo kia màu nhớ của con mà áo kia dạ. Nó xéo gì nè nó này áo cúng dạ. Đó, nó bằng vậy đó. Áo giặt hò vậy ha. Ừ, áo giặt hò vậy nè. Mà máu cái áo màu giống áo con vậy nè. Dạ. Mà từ đây cho xuống hà chứ không có cao. Nó có thấy cái ở trên này từ cổ này thôi à. Từ đây cho xuống đây dài xuống mà cái vú một cái nịch im ác luôn. Vú sao mà im dữ vậy bà bảy? Nó nịch cũng như con gái mà không có như ấy đâu nó tròn vô cái vú nó vậy đó. Y gan con gái vậy đó. Mà bà bảy nhìn được là người con trai hả?
cái đi đó hả? Dạ. Con gái không hả? Con gái hả? Ừ. Là đi phía trên này đi xuống. Thằng này đi xuống nè. Mới vừa đứng bận áo vừa đứng vậy nè. Cái Nam Mô Di Đà Phật á, tức mình đọc cái bài nguyện đó. Cái thấy nó đi ngang, nó đi sao mà nó đi à, con coi trong phim đó, nó đi sao lại đi ngang vậy đó, ở ngoài á. Cái nói trời 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 cái gì trời. Nói trong bụng tôi dám nó ra sợ nó bắt hồn mình nữa. Đứng hoài vậy nè, cái trong trả lời xong nói trả lời trong hoài không thấy trả lời. Mày trả lời kệ mày đi, tao lại rồi vô. Có chuyện nữa sáng sau phải đi hai người. Người nít cả nãy cả một phút nãy vậy đó. Rồi thường ngày bà Bảy cúng là bà Bảy phải trải chiếu chứ này hả? Có chứ, cái chiếu. Dạ. Có chứ, cái miếng manh. Miếng manh dạ. Ờ, miếng manh trải như vậy nè. Ờ, bà Bảy nhà đất thôi các bạn. Nhà này... Cái nhà này nhà có người ta cho. Dạ, nhà đất. Ông mấy chú gì nè, công ty đất đá vàng người ta cho. Nó dạ. Con trải gì nè đó. Có miếng lại đàng hoàng. Dạ. Ừ. Ồ, có miếng lại đàng hoàng. Ừ. Ờ... ở dưới gạo này cho đó, mới cho hai bao gạo nữa đó, hai khúc gạo đó. Dạ. Yeah. Hai khúc gạo, hai khúc mì. Mình có tìm cách nào để ma nó không nhát hồi ấy? Hồi cũng bên đó treo một cái xương rồng, bên đó sen rồng, sao hè cây xương rồng với ta thấy vậy, người ta cho cái ngải của người thượng đó, ngải ma quỷ sợ mấy ngày đấy, cái đó không có nghe nữa. Ồ, hay gì đó vậy? Ừ. À, cái chú đó chú quanh sông chú ở ngay ma ngay mã không à? Nó cũng gần la vậy, cái chú xin tay cho em về để giờ không có nữa, rồi nó đem quán cho họ đó. Mà cái điều là con thắc mắc là cái người chị mà lúc nãy lên xác ông hổ á, lúc chiều á, lên xác ông hổ á là cái gặp được cái người phụ nữ nhe răng thôi vậy. Ừ, nó là nhe răng trời ạ đó, ngay trong cái lỗ nãy cho chỗ con gọi mà, ở trong cái chỗ nó cơm đó. Nguyên mặt luôn. Ừ, quên khoan con ơi, cái nồi thịt, cái nồi hột vịt luộc cho nhỏ ăn quên khô. Giết muốn khùng rồi. Thường ngày thì đồ ăn ta cho không có hở ăn không hết, đồ để tùm lum đó. Dạ, ai cho? Đồ ăn ai cho? À, người ta ban kỹ sự tên vô tôi cho với mấy người ai già già tôi xóm mà thấy người ta cho. Mà những câu chuyện mà Bảy kể là ở xóm mình là có ai tin không? Hay là người ta nói dốc? Không, tao sợ muốn chết người ta. Tao tin luôn hả? Ừ. Ở dưới kia hỏi chị hai, nó có kêu cửa, chị nói chuyện, chị nó chờ chị bảy giờ bằng đêm kêu cửa hơn gì mà bà Út đang cũng kêu cửa đó. Trời ơi. Bà đi sớm luôn rồi. Nguyên sớm luôn. À, bà nói gì nè, bữa đó bà Út con lên ba đào. Ba tao mệt quá trời mệt, tôi chạy lên hai nó mày cầu lên coi cho tao coi. Tưởng nó chết rồi đó. Rồi cầu về cái nói ổng đi ấy trang cho ta đó, cái trang đồ đó rồi cái bỏ cho đó giữa làm cái ghê. Cái nhỏ tiền nè, nó mới về họ ủng hộ làm cho hết. Hết rồi một chút vừa rồi bắt đầu nó nhập cái vô nữa. Trời ổng làm cái ghê luôn. Chứ không ổng nhào vô làm lại nữa sợ ổng chết luôn. Sợ lắm, người nào nó sợ cũng chết luôn. Mà cấp này bớt nhiều lắm rồi. Cấp trước của mình ơi, nó làm cái ghê. Mình nói thì là mấy tháng nay là thấy đỡ phần nào. Không dám mở cửa luôn. Cứ khi lại bạn Thiên ban đêm mình mên nó lại mất cấm trả lời bàn thờ. Rồi sáng mình đốt cây nhang đem ra ngoài nữa. Mà lúc mà hòa bà Bảy ở đây cố cụ đó giờ là lúc trẻ Bảy có gặp Mai không? Gặp hoài hả? Lúc trẻ gặp luôn. Ừ, gặp từ thôi không biết nữa. Vậy là bà Bảy gặp từ lúc trẻ mà tới bây giờ bà Bảy năm nay nhiêu vậy? 72 rồi. Ồ, 72 tuổi rồi. Ừ. Vậy là gặp suốt thời gian mà mình sinh sống trên mặt đất này luôn. Gặp hoài luôn, ở dưới cơ hội đó, ở dưới chỗ quỹ ban cô gặp nữa. Dạ. Gặp hoài. Là đi lúc đó bà Bảy làm nghề gì? Hồi đó lúc đó còn ổng còn thì bán cà phê, ổng đi bắt cá bắt đồ vậy đó. Dạ. Kêu hoài à. Bà Bảy à. Bà Bảy ơi, cái đâu có dám lên tiếng đâu, nghe mà dòm ra ngoài vậy nè. Trời ơi, bữa nay bà mà đang lại kêu mình nữa rồi trời. Thì coi lại 12:20 lúc bớt không á, 11:20 ngang, 12:20 không thôi, 1:20 vụ bớt không luôn. Có cái 20 trong đó đó. Cũng cái 20 nó mới xuất hiện. Ừ, nó mới xuất hiện hay gì á, ngộ quá à. Coi lại, nhỏ nó cho cái điện thoại rồi mà coi bây giờ đâu có thấy được đâu mà coi. Mà những cái khoảnh khắc mà nhìn thấy ma là nó xảy ra mấy phút bệnh là bà Bảy? Cũng lâu lâu rồi nha. Lúc mà thấy cái hình xương không đứng đây là cũng bị nằm đây với nhỏ này nè, nhỏ nó nằm đó. Rồi bà Bảy nằm đây nè, để nó coi điện thoại hoài ngủ không được. Dạ. Rồi cái nói hơn ngay ngủ đi con ơi. Trường này tối hù rồi, cũng khuya rồi, mười mấy giờ rồi, 11, 12 giờ rồi, mày ngủ đi.
rầm rầm cái bạch ngay đây, đứng tại này chỗ đây nè, cái quay qua giờ mới trời ơi thương không à, bảo thương á. Rồi bảy biết ông là đàn bà? Có nói đàn bà chứ còn đàn ông. Sao bảy biết đàn bà, xương không sao biết đàn bà? Biết, biết chân, cái mặt này rồi thấy đàn bà biết chân. Bộ xương không mà nhìn thấy mặt biết đàn bà luôn. Ờ biết, trời ơi đã ở đây cái thành phố nó biết nó đi quay cái gì nó làm gì nè. Cô đắp cô gì biết ngày mơ ngày mốt mày có tiền á là vô được như biết chân biết nhất chân. Bảy biết nhất luôn. Biết hết chân luôn. Ê chàng ơi. Giờ giờ bảy. Ừ, biết nhất chân nó trồng cái này nè. Trồng cái tiền nè. Nó quay nó ít nó ngày hai ngày nó vô tiền nhiều lắm thiệt tình vô chỉ nó 100 triệu. Ồ. Mấy đứa nó sợ lắm thành phố gì vậy nó nhắn đợi điện viện kêu ngoại coi hoài nó thôi tôi biết được nó không coi có khi không biết. Vậy là bảy làm thầy gì? Không có khi biết hay không vậy đó. Giống như có người dựa hay sao vậy? Bà Tố Cô. Bà Tố Cô dựa? Do thầy mơ vô đây ngủ không được đâu. Vô đây là bị hiện tượng sao vậy? Bọc bánh. Bọc bánh à? Bọc bánh em. À, bà ngoại á, bây giờ bà lâu ra đây bà chơi bà ngủ rồi nè. Mày ở đâu mà vô đây mày ngủ nhà cháu tao. Rồi bà má lại á, bà nói nhà của con tao. Bà nói nhà của cháu tao, giả bác giả mặt, giả gác gạt luôn, quýnh đuổi đi. Cái chèo. Không cho vô. Bà kia nói nhà của con tao vô, còn bà nói nhà của cháu tao vô. Hiện lên lắm, trời ghê lắm kìa. Hồi đó lúc chích cái gì, ông kêu quất, cô quất gì đó. Dạ, dạ. Mà xuất Mỹ chích là tưởng nó chết rồi. Cái đứng đây bằng áo cụ tay trắng hỏi. À, bà Bảy thì Thanh, nói Thanh ơi con nhắm con có sao không? Hỏi đó. Dạ, bà tôi cô hỏi ha. Thấy bà đó không biết Bảy bà tôi cô không mà chắc bà quá. Dạ. Bà đứng đây bà hỏi nè, Bảy nằm đây là tội nó chết không trời, mười phần. Lúc đó là bà Bảy mê man hay sao? Không có mê còn thức mà quá trời khổ rồi, quá trời nó tưởng nó chết rồi, nó mệt vũ lắm mà nó làm kỳ khô con người lắm. Dạ. Nó chết xong thuốc Mỹ mà già đâu có chịu nổi. Dạ. Rồi bà đứng đây bà hỏi nè, con nhắm con có sao không, Thanh ơi con có sao không? Rồi bảy nói không sao đâu. Thấy Vinh nó sợ lúc đầu dám nói, tới giờ không cho ai hay chân nó sợ. Mấy đứa cháu ngồi cháu ngoại chị Phượng chứ đâu có dám nào vô lên đây đâu. Những đứa cháu cũng không dám lên luôn. Không dám lên, cháu cố không dám lên nữa, nhỏ cháu cố nhỏ gái không dám lên. Thì là căn nhà này có nhiều người ông đi lắm rồi. Ở ngoài hè bên đó, ngoài hè đó có chú bộ đội nữa. Ngoài hè nữa? Cái sàn này nè, sàn này có chú bộ đội nữa nè. Người ta lấy cốt chưa bà? Lấy trơn rồi mà sao nó cũng còn như vậy mới. Cái dập lưng nó còn ha. Ừ, chắc là hồi lúc nó bắn nó thảy xuống đó chắc còn đó. Mà lúc lấy bà Bảy có chiếc chiếc không? Tao có, người ta bộ đội rồi đó, rồi cổng có gia rồi đó. À, vậy là người ta lấy xong rồi bà Bảy mới về cắt nhà đây. Ừ, rồi sau này là cũng lâu lâu, cũng tính mười mấy năm mới là về thế này. Dạ. Về này sao mà cũng còn hoài vậy đó. Rồi bà Bảy mới thấy được cái hình bóng của những người âm đó. Thấy chân à. Rồi bà Bảy mới biết là có mấy người. Ừ. Năm, ở dưới đó, năm chú bộ đội bằng bộ đồ gần giống như chí, bằng đồ gần lính đi vậy đó. Dạ. Rồi, lâu lâu có gì đến thăm. Nó kêu nó muốn ăn vậy, kêu ha, kêu bà Bảy ơi, mua cho con xin bún ăn hay là này kia nọ cho nó ăn chân à. Ở dưới đâu rồi bà Bảy? Ở dưới đó, dưới nhà chị Phượng dưới đó. Ở dưới mới xong. Ừ. Còn bên đây thì năm đứa nè, nó nhát tới anh hai ngủ không được luôn, nay sợ. Nay dưới ngủ không chồng chị Phượng á. Vậy là ở dưới mới xong á hả? Ở dưới nhà này. Năm thằng bộ đội này, bốn thằng bộ đội đây nè, nó cho hè chỗ cái đủ này nè. Mà mình đi vòng ở sân được không bà? Được, đi dài bánh được. Có nên đi gà sao? Có cái hè này con quay không được vậy, quay cái mấy cái đồ đũa không được vậy. Mà có nên đi gà sao? Con thấy sợ gì tại vì sao con đuổi gà nó theo con thấy bà cố luôn. Theo hả bà? Sợ nó hạp nó theo á. Ờ, sợ hạp với heo theo gì tụi con về đúng không? Ừ, sợ nó hạp nó theo thấy bà luôn. Mà như là bữa giờ là cái mấy cái hiện tượng đó là nó bớt nó giảm hẳn hay là lâu lâu còn hay là sao bà? Lâu lâu thiệt lâu mấy tháng trời mới lần. Mấy tháng trời mới bị một lần ha. Ừ, bây giờ bị có xương rồng xương gì tôi lúm chân rồi. Ừ. Bây giờ còn giảm còn dưới đó đó. À gì còn cái vụ mổ mối thôi. Ừ, mổ mối, nhặt ốc hoài luôn. Mày đau phút vô. Ừ. Vậy là bà Bảy, thứ nhất là bà Bảy có đôi mắt âm dương nè. Thấy hoài à. Ừ. Thấy lớn nhỏ, thấy chân già trẻ gì thấy chân. Thứ hai là cái khu vực này là người ma chứ lắm luôn. Xưa ta mắc rồi ta còn lưu lý ở đây. Lính Mỹ bắn không hồi đó, cũng như 7 giờ cộng rồi con lính Mỹ con đi chạy tàu BE đó. Yeah. Rồi nó có cái trái gì cái B-40 mà nó có cũng như tại thiên nó quay mà cái trên đầu lúc nhất đó. Là nó hay mẹ mấy ông về cộng xuống là nó bắn nó cái đó nó báo hú 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 là bắt đầu bắn chết trơn con ta luôn.
rồi mới ổng bắn đó, có bắn con là chết trơn à, bắn ngay tại ngay tẩy luôn đó. Dạ. Yeah. Còn cái thời điểm mà để con hỏi cái chuyện ngoài lề một chút là cái thời điểm là năm 78 á, chạy giặt bên boss đó, bà Bảy có chạy giặt không? Trời ơi, chạy muốn chết con ơi con. Chạy ơi. Hồi lúc đó còn ở với quỹ ban vậy á. Lúc ban bây giờ đó nha. Con mình anh có chị hai với cái thằng thứ ba hả? À. Tao nói chạy quỷ thần thiên địa chạy nó đi cái đêm đó nó bắn ra bên sông bên á là bên đây chạy dắt nhau xuống nhà chạy bỏ nhà chạy lên cây thốt lốt cho nó đó ở nghe cảnh làm có toan làm hú 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 có biết gì đâu nằm xuống với chỗ cái mã có ông gà chồng xuống nhà năm sáu chị em bạn dâu nằm với nó nằm hú hết hú ngồi vậy rồi bắt đầu con Phượng này nó chạy ra cái giò này nè tháng ba mà tao nói nó phòng hết trơn vậy đó khát nước lắm nào khát nước muốn chết chạy tao nói chạy thôi con ô giờ chạy lên tới trên kênh cái đìa sen cho này nè nhìn trên đìa sen có cái đang ngồi chắc chưa nè nghe đi ngồi gột miếng nó đi á dạ. Mà điều cách nhăn chàm nó xa quá thì nó không thấy nó bắt con vợ mến với hai đứa cháu nó bắt cái này ba người gì bốn người gì nè con cậu chạy muốn ngừng chết luôn trời ơi mướn ta gánh nữa đó bể đâu gánh nổi dạ. Mướn ta gánh đi rồi cái chạy tới đi tới lò gạch ngoài á, trời đói quá trời đói khát rồi, không có nước. Nhờ cái ông đó ông kẹm nó lên cho nít uống không à, không cho người lớn. Chạy muốn chết luôn trời ơi, chạy nó bỏ nhà bỏ cửa chạy mất. Đi qua thóc rồi mất cái chân còn cái chân. Mà lúc đó bà Bảy chạy gì bà Bảy có thấy được những người con mẹ đỏ không? Chạy ra tới đó là không có thấy nó chứ chiều tới Cà Na đó là con dòm cây. Cái gùi nó đốt nhà ta chạy phơi nó chạy tới đâu tới cái đó cháy cái đó vậy đó chứ không dùm thấy nó mình chạy như này thấy nó mình chết rồi á. Dạ ghê ta chứ ghê lắm con ngô chạy chứ nó chạy quảng hồn quảng vía luôn chạy ra tới đó lại tới Cà Na đó là thấy ghe dưa hấu ghé lại mua ăn để thôi xỉu làm sao. Dạ. Muốn chết luôn ông nội ơi. Năm đến năm 78 hả bà Bảy? Ừ là bà Bảy chạy bữa mấy coi bữa 14 tháng 3 14 ha. Ừ. Dạ. Bữa 14 tháng 3 chạy chịu không nổi chạy ra nó có cái áo cục tay bận thôi chạy không có miếng cơm miếng cá gì ăn chân luôn chạy bỏ chân rồi chạy xuống tới dưới đó ta cho không đó. Dạ. Rồi bà Bảy ở dưới đó mấy tháng? Ở mấy năm trời luôn đó. Ở dưới mấy năm trời luôn? Ừ, ở Chi Tôn này nè chạy ra tới Chi Tôn chỗ còn 15 đó ở mấy năm luôn không dám về luôn đâu dám về tới chừng sau này bộ đội mình chánh quánh đó là mới gọi hết chân mới về từ từ đó chứ đâu có dám về. Dạ nghe dữ trời dân nghĩ đó bên đây bên trong không dám về đâu ở phía này không à bên trong cái miên nó xuống nó miên dân nó xuống nó đổi đồ nó ăn đó mình bắt cá đổi cho nó nói đừng có sợ nữa chết bộ đội đuổi nó đi hết trơn rồi mà nó nói là trắng mập mập không à Trung Quốc không. Ủa? Nó nói là Trung Quốc không đó. Trung Quốc hả? Ừ nó Trung Quốc cái miên hợp lợi. Bà Năm Sen mới kể cho nghe trơn à. Dạ. Ghê lắm trời ơi. Mà trong cái cuộc chạy giặt đó là có người thân mình có người nào bị bắt không bà Bảy? Không bà Bảy. Hả? Quá hên ha. Ừ. Nhờ đêm chạy giặt không có ổng ở nhà ông đi mà lỗi ông nữa. Đi đâu vậy? Đi lỗi bắt ông. Bắt ông? Mặt ông á, mà ông mặt á. Dạ. Trời ơi chạy muốn chết luôn, mấy hai ba con chạy muốn chết luôn. Rồi lúc đó ông bà bắt ông gì ông chạy đâu? Ở trên rồng cho nó không có chạy đâu của từng nữa cái nghe bắn có bắn thôi mà ổng đi về mới gặp ơi ơi gia đình lạc nhau luôn về không đâu về nghe tăng cái chăng luôn chăng luôn ừ gặp cái chăng luôn hên dữ người ta hên gặp cái chăng luôn trời ơi ngồi chiều ngồi nữa ngăn nghe cái toan cái là trùng với hố một hai giờ nó coi ăn rồi yeah. Chứ để nó bắn làm sao mà nấu rồi cái gặp bộ đội C-30 vậy đó nói chú ơi chú quá trời nó bắn quá trời thục rồi biết làm sao nói chị ơi chị yên chí bữa nay mà thục cái nữa là nó chết cho tụi nó bắn cái bon xuống cái rồi mấy ông bộ đội mình nó chạy cho nó bắn nó chết biết nhiều nữa nghe cái ganh đây nè sát bên đây nè ganh Campuchia không? Ganh mình như này nè ganh mình với Campuchia dắt nha suốt cái này nữa mình Campuchia chảnh nữa còn ở dưới này nữa nè ở nó xuống tới với mình dưới này ở chỗ con biết chỗ gì ở đâu cậu bước qua chảnh chỗ lính kích bị ở bây giờ đó không biết đâu vậy hả. Dạ. Là sát bên này nè nó cột khăn đỏ lên đầu nó gì nè còn nó ngồi chỗ mã làm gì nè trời ơi con sợ không chết luôn nhưng mà bắn không mà mấy ông bắn chết hết trơn luôn. Dạ.
Trời 30 hết sức gan luôn. Dạ. Vậy là lúc đó là 70 tuổi hả bảy? Hồi đó mới có 2 mấy tuổi à. Còn trẻ vậy hả bảy? Ừ, lúc trẻ mới có 2 mấy, con Phượng mới có 4 tuổi đó. À. Chị Phượng dưới đó, chị Phượng nãy đó. Chị Phượng 4 tuổi thôi. Ừ. Rồi bảy phải ẩm chị Phượng. Còn thằng kia mới có dắt đi nôi à, còn thằng thứ ba nữa, con Phượng này bắt dắt đi rồi mướn ta cõng, mướn ta gánh. Dạ, gánh gì vậy? Gánh nó. Giò đi hết nổi vậy nè, gánh mùng mền quần áo với gánh nó đó. Gánh người luôn hả? Gánh nó cho nó phỏng gọ trơn vậy nè, tháng 2 tháng 3 mà. Dạ. Nắng nữa. Tao nói gọ lên cho nó phỏng trơn mấy ngày nè. Rồi mướn gánh. Lúc đó bảy đi bảy đem vàng hay nhiều không? Không có vàng. Không có vàng. Ừ, không có vàng, có tiền hai túi cứ ngắt vậy nè. Hồi đó nãy trong này không có sao mà ngu quá mấy khánh vàng. À. Hai túi cứ ngắt cái chạy cái bụng vô hoài vậy đó. Rồi cái thấy cái ông đó, ông lên nó mua gà. Ông bịch khăn đỏ ngang nè, trời ơi chạy muốn chết mà bụng gì nè. Rồi cái ông nói không, đừng trả lời tôi đi mua gà. Rồi mấy nhỏ nở với bà nội ra trên rồi. Trời ơi thôi hụt chết hoài luôn, sợ đi lắm con ơi, vô cái giặc này thôi rồi. Quá sợ luôn rồi. Ghê chè. Nó bắn cái tôm mà hú hú à, có biết gì đâu. Rồi nằm xuống cái mã của ông nội mấy đứa đó thì mã đá. Nằm chấp lớp, người chị thứ hai, người thứ sáu, rồi bảy, rồi người Úc gì chung vô đó nằm chân. Nằm lớp nó rớt ngay cũng chết, nó có biết gì đâu. Sợ cái lắm, nội ơi, giờ nghe chị giặt là sợ cái lắm luôn. Là chạy một ngày đó thôi ha, hay là chạy suốt luôn? Chạy tới đâu rồi mình ngủ tới đó, mưa ướt hết trơn vậy đó. Trời mưa rồi cho, tới đốt đồng rồi cho, ngủ để cho mấy nhỏ nó đi phát đưng cho mấy nhỏ nó nằm. Rồi sáng đi nữa, đi ra tới chị Tôn phải là 2 đêm 3 ngày đó. 2 đêm 3 ngày. Ừ. Mấy nhỏ ra đó khóc, trời đất ơi, không nổi ơi. Chị không nổi luôn. Rồi xong rồi bây giờ là tính ra là bây giờ bà bảy nhiêu người con? À, sao đứa? Sáu đứa là xong, là chạy giặt xong là về là sinh thêm nữa. Ừ, nè, 6 đứa này nè. Ôi. 6 người con là tính ra là nè. Con cháu là tính được mấy người luôn hả bảy? Cậu vừa mấy chục bận. Nè. Dữ vậy? Nè. Nhà Lan Phượng nè, tới thằng thứ ba này nhỏ nãy nhỏ này tên Sát nè, nhỏ này thứ năm, nhỏ này thứ sáu, nhỏ này Út. Ôi, có người nào chưa có chồng không vậy? Có chồng có chơi rồi, có con chơi, nhỏ này là chồng có xui rồi nè. Có người có xui luôn hả? À, chị Phượng nè có xui, có cháu ngoại rồi, còn thằng này có cháu nội rồi, còn nhỏ này có cháu nội nữa, còn nhỏ này gần có cháu ngoại rồi, còn nhỏ này chưa. Yeah. Nhỏ này là con nó được 17 tuổi rồi. Con gái được tuổi con heo vàng đó. Heo vàng đúng không bảy? Ừ, tuổi heo vàng. Rồi thường ngày là bà bảy ăn chay trường hả? Ăn chay không à. Ăn chay trường luôn? Ừ. Hèn thôi. Ăn chay trường mọi người hình như là có khi nào ăn chay trường. Hả? Mình đã chay trường người những người âm đó theo bà bảy để nghe kinh không? Thì mấy người đó nói vậy đó, bị mình nên bắt giảng đó, nó theo luôn niệm Phật. Bắt giảng là bắt cái gì bà bảy? Bắt này nè. Thằng này bắt này nè. Con sợ là những cái dòng linh nó theo nghe cái tiếng ở trong đây á. Bà bảy nhá là thôi, nhá. Ủa hết rồi. Hết pin hả? Hết pin rồi. Hết pin rồi. Là niệm Phật hay sao bà bảy? Ơ còn. Ôi được rồi bà. Rồi bà. Rồi. Tăng con dậy rồi. Rồi con biết vậy được rồi. À vậy là niệm cái đó là trong giảng. Cái này là ông Đức có quản. Dạ. Còn niệm Phật Ngọc Ngoan, niệm Phật chứ bé bảy niệm Phật bắt hoài vậy đó. Mấy ông nó không nói nó niệm Phật. Chứ nó lại với mình đó. Người ta bù là người ta nghe được tiếng niệm Phật hả Vũ? Ừ. Ta bù là người ta nghe niệm Phật mình cũng nói là cũng như nó tu vậy á. Dạ. Cho nên là bà bảy ăn chay trường lâu chưa? Lâu lắm rồi. Tính ra là nhiêu năm rồi bà bảy? Hồi đó chắc con có 13-14 năm như rồi à. Dạ. Cho nên là bà bảy kiểu như tu á, rồi những người âm tập trung lại nghe. Thì ngồi tới đâu về tới đó nè, đâu rồi. Nè, ngồi tới đâu theo chỗ này ngồi lần hoài. Rồi bằng đêm ghé lại thì lần hoài, ngồi lần hoài vậy đó. Lần hoài ha. Ừ. Có mình mới lần đi gắng chịu đi lần cho nó. Niệm chứ. Niệm Nam Mô Di Đà Phật gì nè. Còn chiều mình lại thì cúng lại thì mình liệu mình niệm bài cúng lại, bài ở trên cũng niệm nữa. Dạ. Bài ở dưới này là niệm khác, ở trên đó là niệm khác. Dạ. Hai bài. Dạ. Cái thằng hồi nãy đó. Dạ.
cái thằng đấy niệm hết trơn, nó niệm luôn quan tay Bồ Tát mà của chú, người chú Lợi Bi ha, chú Lợi Bi của chú Lợi Bi mà Lợi. Của cái gì Ấn Độ. Dạ. Tôi biết cái trơn Ấn Độ mới mình mới nghe vậy đó. Tiếng Phạn hả bà? Tiếng Phạn tiếng gì đó. Dạ, tiếng Phạn. Chú Lợi Bi tiếng Phạn. Ừ, là bé chú Lợi Bi ha. Ừ. Wow. Đêm nào cũng bắt nó đọc cái trơn, nó đọc đêm nào cũng bắt đọc vậy. Nó nói hỏi sao cũng biết, con nó bắt mẹ đi bằng cái máy đó mà nó bắt nghĩ đọc theo cái nó nhớ. Yeah. Bây giờ thằng bé nó còn thuộc không bà bảy? Thuộc, đêm nào cũng đọc chân. Wow. Wow. Có nghĩa là đó là một cái hướng đó, cái hướng Phật tốt đó. Tối chiều thì bảy lại nó cũng lại theo mà đọc cú kính Nhân Hương chứ cô Quyền, nó đọc hết trơn luôn. Yeah. Rồi chung một người kêu nó đọc tiếng Phạn đó, tiếng Quan Thế Bồ Tát ấy gì? Chú Đại Bi tiếng Phạn. Chú Đại Bi Thì con cảm ơn bà Bảy rất là nhiều nha. Bây giờ đã kể cho anh em con rất là nhiều câu chuyện hay. Xin chúc bà Bảy sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại khán giả những video tiếp theo. Chúc cả nhà sức khỏe. Giỏi quá. Chào Bảy nha. Chào bà Bảy. Chào các. Bây giờ có thấy người ta thấy bà không? Thấy chứ bà. Dạ, thấy. Dạ, vậy là chào khán giả hết cho nghe.